Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Hono 999. Hôm nay là ngày 30 tháng 6 năm 2020, là một buổi sáng thứ ba. Bây giờ tầm khoảng 10 giờ sáng. Thì hôm nay tiếp tục một cái video clip về đông đủi đường phố Sài Gòn. Thì mình xin giới thiệu đến các bạn một con đường rất là mát và rất là đẹp của thành phố Hồ Chí Minh. Ở phía bên tay trái của các bạn đây là chợ Bến Thành. Các bạn thấy bây giờ chợ Bến Thành nó điều hưu như thế nào không? Không có khách du lịch thì cái chợ Bến Thành này rất là điều hưu, vắng vẻ. Số cửa hàng thì đóng cửa sạp luôn, cho thuê sạp, sang sạp luôn rồi. Kinh tế của trung tâm quận 1 bây giờ trở nên khó khăn, bởi vì thời hậu Covid không có khách du lịch thì chịu thua thôi. Cái khu vực trung tâm của chợ Bến Thành này sống phụ thuộc hoàn toàn vào khách du lịch mà, chứ khu này thì mua bán rất là khó. Thì bây giờ em sẽ quẹo phải vào một con đường rất là đẹp của thành phố Hồ Chí Minh, là con đường Trương Định. Cái con đường Trương Định này được mệnh danh là con đường giải nhiệt của thành phố Hồ Chí Minh đó các bạn, bởi vì con đường này rất là mát, rất là nhiều cây xanh. Và đây là giao lộ Lý Tự Trọng, Trương Định đây. Này nó sẽ cắt ngang cái công viên Tao Đàn. Hồi xưa thì không có cái đoạn này đâu, bởi vì sau này thì người ta muốn nối liền đường Trương Định thành một đoạn liền mạch thì phải sẽ đôi cái đất của công viên Tao Đàn này ra làm hai, để mà làm cái con đường Trương Định này. Và hai bên đây đều là công viên Tao Đàn hết, rất là mát mẻ không. Công viên Tao Đàn cũng là một trong những công viên cổ lâu đời của thành phố và có rất là nhiều cây xanh. Trong cái công viên này thì cũng có nhiều cái mô hình kiến trúc rất là đẹp, giống như là tháp Chăm hay đền thờ Vua Hùng. Nếu có dịp thì mình vào một ngày cuối tuần nào đó mình sẽ vào cái công viên này, mình sẽ quay cho các anh chị xem. Bởi vì cuối tuần thì công viên này rất là đông vui, rất là nhiều hội, rất là nhiều nhóm đến công viên này tụ tập ở công viên, để tụ họp ở công viên để mà tập thể dục. Các hội dưỡng sinh, dưỡng lão, các lớp câu lạc bộ cũng tập trung ở đây chơi rất là đông vui. Và đây là giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai và Trương Định đây, một cái con đường khá là quen thuộc của người dân Sài Gòn. Trời không có nắng nên
cái video có lẽ nó không được sáng lắm, là nó sẽ bị thiếu nắng, bị thiếu sáng, tại vì con đường này nó quá nhiều bóng cây tạo nên bóng mát nên tạo ra sự thiếu sáng cũng không đẹp lắm. Nhưng mà cái trời mà nhiều mây mát mẻ thế này cộng với nhiều cái tán cây thì khi mình di chuyển trên con đường này nó rất là mát, gió hiu hiu tạm cảm giác xe xe lạnh rất là thích đó các bạn. Chứ Sài Gòn mà nắng nóng thì các bạn biết rồi, thời tiết ở Sài Gòn rất là nắng, nên đi những cái con đường nắng nóng mình rất là sợ, tại cảm giác rất là mệt mỏi. Ở đây là giao lộ Nguyễn Đình Chiểu với Trương Định đây. Đây thì có một cái quán cà phê, các bạn thấy vắng không? Chỉ có một bàn ba anh khách ngồi cà phê thôi, chứ còn lại thì rất là vắng vẻ. Phải nói là thời hậu Covid thì kinh tế bắt đầu ảnh hưởng rất là nghiêm trọng. Việt Nam không bị thiệt hại về con người, nhưng mà rồi sẽ kinh tế sẽ đi xuống, rất là mất nhiều thời gian và công sức để vực dậy một nền kinh tế trở về bình thường như trước nha các bạn. Cái con đường Trương Định này thì rất là nhiều ngôi nhà cổ, cũng như là các tòa nhà cổ của Pháp hồi xưa, những ngôi biệt thự cổ rất là đẹp. Đây là ngôi thời nhiệm của Trương Định đây. Dọc bên trái mình đây là những cái dãy nhà biệt thự cổ của thời Pháp để lại tới bây giờ đó, các bạn thấy còn đẹp không? Rất là đẹp. Và ở đây là bây giờ người ta sử dụng làm những cái tòa nhà, làm những nhà làm việc của chính quyền thành phố, nên mình cũng không dám quay rõ cho các bạn xem, không dám chĩa ống máy vào những tòa nhà đó, bởi vì người ta cấm quay phim chụp hình, mình chỉ quay trên đường phố thôi. Nhưng mà chia sẻ đến các bạn cái gần đường này có rất là nhiều ngôi biệt thự cổ của từ thời Pháp tới bây giờ rất là đẹp. Thấy trên đường có những cái ngôi biệt thự cổ không? Những cái biệt thự này rất là lâu. Và ở đây lúc trước là một cái cà phê Ân Nam nha các bạn, bây giờ cũng phải đóng cửa dẹp luôn rồi. Quán cà phê Ân Nam là một trong những cái quán cà phê rất là nổi tiếng của thành phố, với phòng trà ca nhạc thì Ân Nam là nổi tiếng nhất, nơi mà hội tụ các anh chị đam mê ca hát tụ họp lại tổ chức một cái phòng trà mini nhỏ ca hát vui với nhau rất là hay. Nhưng mà sau cái mùa dịch Covid này cũng phải đóng cửa để mà nghỉ. Đúng là hậu Covid thì cái gì cũng có thể xảy ra. Và đây là giao lộ Lý Chính Thắng và Trương Định thôi. Lý Chính Thắng là một đường một chiều đi từ ngã sáu Dân Chủ đi ra ngoài phía phường Tân Định quận 1 đó các bạn. Và đây là giao lộ ngã tư Kỳ Đồng Trương Định, thì tới phía trước mặt là ngã ba là sẽ kết thúc cái đường Trương Định, bởi vì tới sau sông Thị Nghè thì hết cái đường Trương Định này. Và mình xin dừng đoạn video clip ở đây, hẹn gặp lại các bạn và các anh chị ở những video tiếp theo nhé, những video trong chuỗi khám phá đường phố Sài Gòn cũng như là nét văn hóa ẩm thực và
đời sống của người dân Sài Gòn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.